Em xin kính chào các bác nhé, xin chào cả nhà đang xem. Hôm nay đến cái phiên bán hàng mới thì em tiếp tục lên chia sẻ các bác nhà mình những cái dòng lan rừng rất là đẹp trong phiên video ngày hôm nay. Kính mời các bác nhà mình đón xem và ủng hộ cho em gái nhé. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết từng đơn bán hàng ạ. Thì cái mã số đầu tiên em lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một cái đơn đai châu. Đây là cây châu giống các bác ạ. Thì cây này thì là đủ các màu hoa đấy. Em nhập để vào vườn. Nó còn dư đơn như này. Nó được 17 cây thì phải các bác, 17 cây đai châu, có cây thì màu đỏ, có cây thì màu cam, có cây thì màu hồng sen. Đấy, còn nói chung là mỗi cây một màu, cây màu bò sữa, nó có nhiều, rất là nhiều màu, em trộn màu trong này. Hàng mix màu ạ. Đây là đai châu giống các bác nhá. Thì như bình thường là bán 25.000 một cây châu giống. Thì trong cái viên video này thì em không còn nhiều ạ. Hiện tại bây giờ em chỉ còn có chỗ này là 17 cây các bác ạ, 17 cây đai châu giống thì em chia sẻ các bác nhà mình ở đây giá là 130.000 các bác nhé. 130.000 cho 17 cây châu giống này. Nói chung là tính ra nó chỉ còn giá khoảng tầm vào, nó chỉ còn khoảng tầm vài nghìn một cây các bác ạ. Vài nghìn đồng một cây châu giống thôi. Hàng mix đủ các màu hoa nhé. Bác nào lấy về mình vào vườn trồng thì mình liên lạc cho em gái theo số điện thoại em để trên bài like để mua hàng. Đó, 17 cây châu giống với giá bằng 130.000 thôi ạ. Tiếp theo đây thì em lên chia sẻ các bác nhà mình một cái cây coqui. Đây các bác nhìn này, coqui này, cần hoa thì cũng khá là dài đấy, coqui xưa. Cây này nhà em thì thứ nhất cái cây này nó bị gãy ngọn. Đấy, nó bị gãy ngọn và dòng đơn thân này coqui gãy ngọn thì chắc em sẽ để rất là nhiều con các bác nhé, mình khỏi phải lo. Đây bên này phía này em đang thấy nó đang nứt một cái nụ nữa ở bên đối diện này. Đó, đang đem cái nụ nữa bên này. Đó, cây này cái coqui xưa các bác nhé, coqui xưa. Cây này nữa. Nội dung ở chậu này thì em bán vào hàng lỗi. Đó, không phải lúc nào mình nuôi thuần mà nó cũng được đẹp tất đâu ạ. Nên là có những cây bị lỗi thì em sẽ bán rẻ. Nếu bác nào mình mới tập chơi hoặc là mình muốn sưu tầm những cái hàng coqui là dòng hoa rất là đẹp đấy ạ, nhưng có cái là ví như là cây này bị lỗi thì em sẽ bán giá rẻ cho các bác nhà mình. Bác nào mới tập chơi hoặc bác nào mà mình muốn sưu tầm những cái dòng coqui xưa đó mà giá rẻ, các bác nhà mình có thể lấy cây này. Cây này mã số Y28, Y28 coqui xưa với giá bằng 200.000. Bình thường đi mua một cây bé xíu cũng đã 250 rồi. Đây mua cả chậu này 2 cây, hàng nuôi thuần tại vườn. Đấy, do nó bị lỗi nên là em sẽ bán rẻ các bác nhà mình đang có nụ hoa với giá bằng 200.000, mã số Y28 coqui xưa, em xin mời các bác ạ. Đơn tiếp theo em nên giới thiệu các bác nhà mình đó là đơn quế tháng 8, quế trắng tháng 8 ạ. Đây như cây này thì ngày xưa là nó là cái cây bản lá mít đấy, vừa rồi em không có nuôi thuần được đấy các bác, em lá rất là ngắn to này, em không có chăm được, em để trong chỗ bóng, đâm ra cái nó lại lá của nó lại bị dài. Đó, lá của nó kiểu trên nó hơi lướt, còn thực tế thì các bác thấy không, lá ngày xưa nó rất là đẹp nha. Mình không phân thuốc, mình không chăm bón được à. Đó, lại còn để trong chỗ bóng ngày trước nó ăn nắng được nhiều, cây nó rất là to các bác thấy lá không? Lá gốc này. Nó cực kỳ đẹp luôn, cái này các bác nhà mình về thêm phân thuốc và cây nó lại rất là đẹp, xếp đẹp và mình phải cho ăn nắng các bác nhé. Đó, thì cây này thì em ghép vào trong chậu đấy, như em vừa bóc ra, có một cây thôi ạ. Cây này đang đi nụ hoa các bác này. Cái này cây quý trắng tháng 8 thì đây được một ngọn này, một ngọn này trước em bán với giá 300.000 vì trước em bán nó là bản lá Mitsu, nó là hàng Mitsu. 300.000 đấy ạ. Đây này, đợt này em không chăm được nên đâm ra nó lại không còn nắng, nó lại lướt. Một cây quế tháng 8 này em bán sale nốt nhá. Và đây là một ngọn quế tháng 8 nữa này, quế Hòa Bình các bác, quế trắng tháng 8 Hòa Bình nhá. Đây là một ngọn nữa, bác lấy về mình lấy về ghép luôn cả thế. Đó, thì em chia sẻ các bác nhà mình đơn này được hai ngọn như này, hai ngọn quế tháng 8. Đơn này của em có mã số là Y30. Y30 thì bây giờ em sale nốt các bác nhà mình nguyên đơn này, trước đó 300 rồi, bây giờ em lấy các bác nhà mình cả hai ngọn này với giá 230.000 cho cả hai ngọn này, mã số Y30 cho đơn quế này các bác nhá, quế tháng 8 ạ. Đó, rồi em sẽ chuyển tiếp các bác nhà mình những cái mã hàng tiếp theo. Em có một cái đơn dề cù lao đỏ. Dề này khá là dài, đây ngọn cù lao đỏ đây các bác này. Cù lao đỏ các bác nhé, không phải cù lao minh. Cù lao minh thì với một cái đặc trưng là hoa màu xanh cốm, còn cù lao đỏ này là hoa đỏ lưỡi hồng các bác nhé. Hoa rất là đẹp mà thơm, là thơm mùi chanh xả. Đây ạ. Ngọn đây ạ, lá xếp ngọn rất là dài. Đây các bác nhà mình ngắm cho em gái, đây là hàng một dề nguyên bản nhé. Một dề nguyên bản ở cù lao đỏ. Đó, đây thực ra nó sẽ dài như trên như thế này, nhưng mà khi mà bọn em đóng hàng đi á, em sẽ thả cái ngọn này xuống. Đấy, thả ngọn này xuống. Đấy như thế này. Để cho cái thùng nó không phải bị dài quá là tiền ship nó sẽ mất rất là nhiều. Đấy như vậy các bác nhá. Ở cái mặt đằng sau lưng đây ạ, mặt đằng sau lưng đây thì các bác nhà mình về có thể mình ghép cho em một cái dáng lũa, mình ốp cho em một cái miếng lũa vào đây này. Đó, hoặc là mình ghép trên thân cây tươi đều được các bác nhé. Cù lao đỏ. Hoa thơm chanh xả. Giò này của em mã số Y22. Y22 giò này em trước em bán với giá bằng 390 ạ, giờ em thanh lý nốt còn 280.000 ạ, 280.000, mã số Y22 các bác nhé, cù lao đỏ ạ, rất là đẹp mà rẻ các bác ạ. Tất cả những cái mã hàng trong cái phiên video ngày hôm nay cũng là mã thanh lý đấy các bác ạ, toàn mã giá rẻ thôi, bác lấy được cái gì mình chốt ủng hộ cho em. Mã tiếp theo là mã số X25.
X25 là nhãn A3 hoa vàng lưỡi trắng. Cây này thì em sale nốt các bác nhà mình 230 nhé, 230. X25 230.000. Rồi ạ, em lên cho các bác nhà mình một cái đơn tiếp theo, cũng là một cái dây cù lao đỏ này. Em lên cho các bác nhà mình một cái giò cù lao đỏ nữa. Cái giò này là cái giò nói chung chắc là to nhất vườn rồi, hết rồi ạ. Không còn giò to nữa đâu các bác ạ. Giò này là giò to nhất vườn rồi ạ. À, nó rất là sum suê. Đây là cả một búi các bác ạ, cả một búi to cù lao đỏ nhé. Cái búi này thì nó là cái bụi nó tròn nó to và đây là hàng nguyên một rề. Hàng nguyên một rề. Thực ra đây các bác này, những cái ngọn này nhá. Đây, nếu mà để dựng nó lên nó sẽ thẳng lên trên này các bác này. Đấy, anh cầm lên cho các bác nhà mình ngắm đây nhá. Nếu mà dựng lên nó sẽ là cả một rề như này, nó dựng thẳng lên này. Đây, khi đóng hàng em sẽ thả nó xuống lại cho nó. Đấy, như thế nhá các bác, cho dễ gửi đi nhá. Cả một rề rất là to cù lao đỏ. Rất là nhiều ngọn con các bác ạ. Đây cả nhà mình này, chơi hàng này quá tuyệt vời. Ngọn con đây, con nó lên nhiều lắm, con nó lên nhiều các bác ạ. Đó, cù lao đỏ hàng nguyên một rề luôn ạ. Rề này của em thì có cái mã số đó là mã Y21 ạ. Cù lao đỏ các bác nhá. Rồi này trước đây, đây là mặt đằng sau lưng này các bác nhà mình về mình có thể ghép cho em cái lũa vào đây này. Ghép hợp nhất là mình ghép lũa vào cái mặt chỗ rễ này các bác này. Đấy, ghép lũa vào đây. Nó sẽ bám và nó sẽ ra hoa rất là đẹp, hoặc là mình ghép thân cây tươi cũng được. Em chia sẻ các bác nhà mình cái rề to này, cù lao đỏ với giá bằng 450 đi. Giò này trước còn với giá hơn 700 đấy. Bây giờ em sale nốt còn 450 nhá. 450.000. Đó, rồi em mời các bác nhà mình, bác nào sưu tầm được thì mình liên hệ cho em gái để mua hàng. 450.000 thôi ạ. Giò rất là to, bụi to tròn ạ. Em còn mấy cây trâu bán thanh lý này. Cây này là cây màu đỏ chớp này. Cây này hiện tại là cây màu đỏ chớp này. Đó. Một đơn này, một cây này. Cây này là cây hai cây màu cam lửa này. Em xin lỗi, hai cây màu hồng cánh sen này. Hai cây màu hồng cánh sen này. Nhỏ nhỏ thôi ạ, bán các bác nhà mình lấy em giống. Hai cây này màu cam lửa này. Cây này có bị lỗi một chút lá đây ạ. Em sẽ sell nốt các bác nhà mình cả ba cây này luôn. 150 cho đơn này các bác nhá. Tính ra có 50.000 một cây. Cái giá này là em bán lỗ mất khoảng tầm vào hơn 300.000 rồi. Nên là bác nào mà mình sưu tầm được thì mình lấy nhá. 150 cho đơn này ạ. Bác lấy về làm giống thì mình lấy đơn này. Đó, một đơn này trâu. Ba món trâu các bác nhá, với giá 150.000. Đó. Rồi em xin chuyển qua đơn tiếp theo. Đơn tiếp theo của em lên chia sẻ các bác nhà mình. Mã số X24. X24 là một cây hoàng nhạn 4 nò. Hoàng nhạn 4 nò các bác nhé. Cây này của em thì mã số X24 giá là 300. Thôi em lấy 350.000 đi. Bán là 390, giờ lấy 350. Hoàng nhạn 4 nò các bác nhé. Mã số là X24. 350.000 ạ. Tiếp theo đây thì em sẽ lên chia sẻ các bác nhà mình một giò tam bảo sắc hoa trắng. Đây ạ, tam bảo sắc hoa trắng đây các bác nhé. Chuẩn hoa trắng, trắng này là trắng tinh các bác nhé, trắng tinh ạ. Đây như các bác thấy này, đây, cần hoa đây. Nó vừa mới tàn hoa xong ạ. Đấy, như cây này cắt ngồi vòng ngồng hoa rồi. Em bán các bác nhà mình là em bảo hành, em đã nói là tam bảo sắc hoa trắng là chuẩn tam bảo sắc hoa trắng. Em xin thưa các bác nhà mình một câu chuyện này mà em rất là ức chế các bác, em rất là ức luôn. Người ta bảo cái gì thì đẹp đẽ thì phô ra mà xấu xa thì đậy lại đừng có nói, nhưng mà em thì không thế các bác ạ. Em cảm thấy rất ức chế không chịu được. Đây nhá các bác nhà mình nhìn giúp em nhá. Các bác nhìn cho em gái đây có phải cây tam bảo sắc hoa trắng không ạ? Mà hoa vừa mới nở xong hôm trước các bác nhà mình, nếu bác nào được mua cách đây khoảng tầm nửa tháng là vẫn còn hoa để về nhà ngắm hoa đúng không? Chuẩn hoa đúng không ạ? Thế mà có bác bảo em đây là cây, em có một bác bảo em là bán sai hàng tam bảo sắc trắng thì bác bảo đây là cây bạch nhạn. Bác bảo em là lấy cây bạch nhạn bán cây tam bảo sắc hoa trắng. Đây ạ, các bác nhà mình nhìn giúp em đi ạ. Đó, nó có sách mách có chứng các bác ạ. Đấy, thực ra cái câu chuyện này nếu em không kể ra các bác nhà mình cũng không biết. Đó, các bác nhà mình cũng không bao giờ biết về cái câu chuyện này. Nhưng mà ở đây, cây bạch nhà người ta bảo em là bán cây bạch nhạn ạ. Đấy, trong khi em bán cây tam bảo sắc hoa trắng này, nhưng mà ông này ông chửi rất là láo. Để em cho các bác nhà mình xem nhá. Đó, đến mức là em phải lưu cái tên của ông này là chửi láo các bác này. Tức là đây, số điện thoại đây 0973106982 các bác nhá. Đơn hàng của bác này đây các bác này, cũng là một giò ba cây, bình thường em bán sẽ về giá bằng 550. Thì đơn này ông mà cả em là để lấy về để chơi với các thứ, nói hoàn cảnh này kia thì em cũng bán cho bác đấy là 500.000 các bác thấy không? Nhá, địa chỉ là ở thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Đấy, 500.000, Vũ Thái các bác nhá, tên là Vũ Thái Hưng Yên nhá. Thì nói chung là đây, giò tam bảo sắc nhà em đây, hoa trắng như này các bác nhá. Đấy, hoa trắng tinh có nghĩa là cái lưỡi nó cũng màu trắng luôn chứ nó không có màu gì ngoài màu trắng. Đấy, vẫn là giò ba cây như này các bác nhé. Nói là phải có sách mà mách, phải có chứng các bác ạ. Để em chia sẻ các bác nhà mình, để xem các bác nhà mình phân xử xem thấy là đúng hay sai đây nhé. Đấy, giò ba cây nhà em đấy.
em bán cho khách đấy. Đấy, thế khi mà khi ông đấy nhận hàng, ông ấy chửi em, anh các bác ơi, các bác, ông ấy nhận được hàng cái ông ấy chửi em luôn. Đấy, ông nhận được hàng cái là ông ấy chửi em, ông bảo em là ông nhận được hàng ông chửi em là ông em mở máy em alo một cái ông chửi em là đù má mày, không phải cái câu đấy trong miền Nam các bác ạ. Tức là miền Bắc á, ông đấy ở ngoài miền Bắc, ông ấy, cái trong miền Nam các bác nhà mình hay chửi câu mà đù má mày đấy các bác. Còn ông ấy chửi cái câu miền Bắc là đờ mẹ mày các bác. Các bác cái hiểu không? Em nói tắt nhá, tại vì em không muốn nhấn mạnh cái câu đấy quá, nhưng mà người chửi em đờ mẹ mày, con chó này các thứ, mày bán cho tao lừa hàng. Trong khi tao mua là tao màu sắc trắng mà mày gửi cho tao cây bạch nhạn, tao chơi lan hàng mười mấy năm rồi chẳng lẽ tao không nhận được cây đấy à? Em chỉ nói này, anh ơi anh cứ bình tĩnh, việc đâu còn có đó còn giải quyết anh ạ. Em bán cho anh cây tam bảo sắc hoa trắng, ít nhất là nếu anh không biết được cái mặt hàng tam bảo sắc hoa trắng như thế nào thì anh có thể đăng trên Facebook đi. Đấy, bên trên Facebook có rất nhiều hội nhóm lan, anh đăng thử cái rồi lên anh hỏi mọi người xem đấy là tam bảo sắc trắng hay là bạch nhạn đã, xong rồi anh ăn nói đấy. Nhưng mà ông ấy không nghe các bác ạ. Đấy, ông mở mà em có câu em alo một cái ông ấy chửi đù má mày, con mẹ mày các thứ, ông chửi rất là láo các bác nhá, rất là láo. Em phải lưu là tên là chửi láo các bác biết rồi đấy, để lần sau mình ví dụ như cái người này lần sau người ta mà có gọi hàng đặt láo thì mình sẽ không gửi nữa các bác ạ. Đấy, các bác phải biết như thế đấy. Ông chửi rất nhiều nhưng mà em không để ông ấy nói tóm lại, ông chỉ nói vài câu là em tắt máy luôn rồi, chứ em không nghe, em không tiếp, vì những cái người như thế là em không tiếp. Đấy, thì em chỉ nói như vậy để các bác nhà mình hiểu thôi. Từ trước giờ em bán chưa bao giờ mà để khách hàng mà phải nói những cái câu như thế. Đấy, các bác nhà mình lưu ý như thế. Mà các bác, đây cây thực tế đây, các bác nhà mình có thể xem giúp em, xem nó có phải tam màu sắc không. Em rất là ức chế, vừa tối hôm qua các bác, cái cuộc gọi này từ vừa tối hôm qua thôi, mà em rất là ức chế các bác nhá. Em đã nói là em bán chuẩn tam màu sắc mà nó đã có hoa, có hình ảnh rồi, có cả hoa trên cây rồi, khách đã mua rất là nhiều rồi. Ông bảo em mà lấy cây bạch nhạn ra để bán thành cây tam bảo sắc hoa trắng mà ông chửi láo lắm các bác ơi. Ông ấy chửi nào hết thì cụ này, ông bà này, con cái nhà em ông lôi ra ông chửi đây. Đúng số này luôn các bác nhé. Nên là nếu mà bác nào mà cũng là vườn lan mà đang xem là cái video này của em mà muốn bán hàng ấy, mà cũng đang bán hàng ấy, các bác thấy số này nhé các bác nhé. Mình lưu ý là mình tốt nhất là mình tránh xa các bác nhé. Đấy, ông chửi rất láo luôn, nhưng mà thôi em, thực ra là em bảo là thôi, mình coi như là một cái gọi là cái kiếp nạn của mình đi, cái gánh nạn của mình nó đến thì nó vẫn phải đến các bác ạ. Đấy, nhưng mà người ta nói như thế nào người ta tự nhận hậu quả như thế các bác ạ. Đấy, nhưng mà em nói chung là em rất là ức chế, tối qua em không lên like, tại vì là hôm qua anh sĩ anh bảo em là lên like đi, em bảo là thực ra là đấy, em vừa có khách người ta gọi điện đến người ta nói em như thế, em ức chế em không bán được hàng. Nhưng mà anh bảo thì thôi, cũng có khách này khách kia mà em thôi cố gắng bình tĩnh. Nhưng mà thực ra các bác ạ, bình tĩnh làm sao được trong khi người ta nói mình như thế, đúng không? Nếu như mình không lên tiếng, hôm sau em lên like hoặc là hôm sau em lên video bắt đầu lại vào nói là à con này bán hàng lừa đảo mấy các thứ này kia đấy, đúng không? Nếu như mình im mình không nói, đúng không các bác, mình im mình coi như cho qua chuyện đấy mình không nói, thì là nhiều khi khách khác vào xem lại bảo à chắc là nó bán hàng lừa thật, nó bán hàng sai cây thật, nên là khi mà cái ông kia ông nói nó không dám phản ứng câu nào, nó không dám gì, mồm nó im biệt luôn. Nên là em phải lên cái video này và em đính chính lại như thế các bác nhé. Đấy, các bác nhà mình là người mua hàng thông thái, các bác nhìn giúp em cây nhá. Đó, chứ không phải gì các bác ạ, em bán tam màu sắc hoa trắng là chuẩn hoa trắng ạ. Đấy, em xin nhấn mạnh một cây nữa, còn đâu thực ra là ai có như thế nào thì trời người ta biết các bác ạ. Nên là thôi mình cũng không nói về, mà nó tóm lại tốt nhất là mình không nên sân si. Đấy, mình bán đúng mặt hàng, đúng với lương tâm của mình là mình không có gì mà phải sân si các bác, không có gì mà phải ái ngại ái náy cả. Đấy, thì đấy, nếu bác nào mà đang xem like của em mà nói chung là cũng là người đang bán lan thì tốt nhất em khuyên các bác nhà mình nên tránh xa nhá. Thấy cái số điện thoại của ông đấy gọi đến đặt hàng tốt nhất tránh xa nhá, không là lại bị chửi vu vạ đấy, mệt lắm. Đấy, đây nhá, cái đơn này của em tam bảo sắc hoa trắng tinh, nếu bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm nhá, đơn này em cũng bán các bác nhà mình 500.000. Trước là những cái giò kia em bán là 580 đấy, các bác nhà mình biết rồi đấy, các bác đã mua từ cái lúc nó còn hoa rồi, em chỉ còn có 2-3 giò nữa thôi. Thì em chia sẻ các bác nhà mình mã số Y20 này với giá bằng 500.000 nhá, 500k. Đấy, 500k các bác nhá. Em xin mời cả nhà mình ba cây tam bảo sắc hoa trắng. Còn đây các bác này, đây là cây bạch nhạn các bác nhìn này. Đây cả nhà mình này, cây bạch nhạn nhà em đây này. Đấy, đây là cây bạch nhạn các bác này. Nhìn nó khác chưa ạ? Đấy, em bảo là thực ra là nếu mà chú không biết đấy, chú không biết thì chú có thể học hỏi, hoặc là chú có thể tìm hiểu thêm, hoặc là mình có thể hỏi bạn bè, hoặc là hỏi những người trên cộng đồng Facebook ấy, người ta rất là am hiểu. Chứ chú đừng có chưa nói gì đến nơi chú vừa mới gọi chú đã chửi rồi nhá. Đây là cây bạch nhạn các bác này, đây là cây bạch nhạn này. Đấy, cây bạch nhạn lá nó khác chứ, nhìn lá nó khác chứ, lá nó dày hơn chứ, làm sao nó mỏng như cái lá tam bảo sắc kia. Tam bảo sắc kia lá nó mỏng hơn các bác nha. Và lá kia nhìn nó, các bác nhìn, tóm lại mình nhìn lá mình sẽ biết nó khác nhau. Còn đây là cây bạch nhạn các bác này, đây là cây bạch nhạn. Cây tam bảo sắc trắng là nó không có một tí lưỡi nào cả các bác ạ. Tức là cánh trắng mà lưỡi cũng trắng luôn, trắng tinh luôn ạ. Không có tí nào màu như này đâu. Đó, nên là rất là ức chế các bác nhá. Thôi em xin phép để em qua để bán hàng. Chưa nói nhiều, nói thế nó vẫn thế thôi các bác ạ. Không thay đổi đâu. Đây ạ, cây giỏ tiếp theo em lên chia sẻ. Tối quá em đứng ở đây nhá.
Đó là một giỏ cookie xưa. Như các bác nhà mình mua hàng nhà em bao lâu nay rồi? Em bán hàng mấy năm nay rồi ạ? Không phải không đâu các bác ạ. Không phải để khách hàng mà phải nói nặng một câu nào luôn. Em nói thật đấy. Cho dù nếu như mình đóng hàng gửi đi, đến nơi va quyệt mạnh quá nó có bị dập sức một tí lá, anh bảo em ơi của em hôm nay bị dập tít tí lá, hôm sau anh mua đơn gì khác em bù cho anh ạ. Vâng em thôi em cảm ơn anh, em thông anh thông cảm giúp em vì vận chuyển đi có thể nó dập mất tí lá thế. Đấy ví dụ như thế, đấy là khách thông cảm được chứ không ai mà để mà phải nói một cái câu vừa mở máy phát là đã chửi mặt rồi các bác ạ. Nó quá nhục luôn đấy, nhưng mà thôi. Em nhục một thì cái ông đấy còn nhục 10 các bác ạ. Rồi, em lên các bác nhà mình nhá. Cái này cây cookie xưa đây này được 2 cây này, 4 cây cookie này, 6 cây cookie xưa các bác nhá. Cookie xưa nhà em như thế này, hàng ghép trên lũa sẵn rồi ạ. Đây. Một lũa này được 6 cây các bác ạ, 6 cây cookie xưa. Thì em xin phép chia sẻ các bác nhà mình. Mã số đó là mã A35. A35 em chia sẻ với giá các bác nhà mình chỉ có 1 triệu thôi. 1 triệu tính ra chỉ có hơn 100.000 cho một cây cookie xưa này thôi ạ. A35 các bác nhá. Em lên các bác nhà mình một cây sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên các bác ơi. Đấy, sơn thủy tiên nhá. Cây này của em mã số B43. B43 về giá bằng 300.000. B43 về giá bằng 300.000 ạ. Em còn hai cây cây cookie hoa vàng. Cookie hoa vàng các bác ơi. Tức là cookie nó vẫn cái khuôn bông của nó vẫn to như cookie xưa nhá, vẫn y chang như vậy nhưng mà cái khuôn bông này cái nền nó là màu vàng, cookie vàng các bác ạ. Còn hai cây em sell nốt các bác nhà mình 250 một cây đi, bán 380 đấy, bây giờ lấy 250 một cây cookie hoa vàng. Đấy bác thích lấy cây nào lấy, còn hai cây nhé, hoặc là mình lấy cả cặp về mình ghép lũa luôn cũng được. Hai cây nếu lấy được hai cây thì 500.000 em bao ship. Đấy nếu lấy cả hai cây bao ship luôn các bác nhé, 250 một cây thôi ạ. Cookie hoa vàng nhé, đó. Tiếp theo em lên chia sẻ các bác nhà mình này. Cái đơn này em nhớ là hôm đấy có bác nào chốt ấy, nhưng mà em về quê ngoại nhà em mới bảo là thôi tối về em gọi lại, nhưng mà em không nhớ bác nào nữa nên là thôi em mang ra em xả nhá. Các bác thông cảm hôm trước bác nào mà chốt mà em quên mất thì thôi các bác nhà mình thông cảm, hôm nay mình vào đặt hàng lại giúp em nhé. Cây này của em là cái cây này hỏa hoàng cam các bác ạ. Hỏa hoàng cam cái bụi này thì được đây 3-4 cây này, 4 cây ạ. Cái bụi này thì được một cây mẹ và để được 3 cây con hỏa hoàng cam ạ. Cái đơn hỏa hoàng cam này em chia sẻ 230.000 nốt ạ cho hai bụi này. Bình thường mua 280 một bụi, bây giờ em chia sẻ là 230 cho hai bụi nhá. Hỏa hoàng cam hoa màu cam lửa rực rỡ các bác ạ, rất là đẹp. Đấy, đơn này. 230.000 cho đơn này. Tiếp theo em lên chia sẻ các bác nhà mình một cây 4N, cái này là mẹ để con này. Cái này vừa rồi chẳng biết nó nắng nóng làm sao á, nó bị con ruồi vàng chích mấy lỗ đây này. Chích mấy nốt xong bắt đầu em phải bôi một tí vôi. Đấy, bây giờ khô đét rồi. Đấy, ok rồi các bác ạ. Như cây này được là 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 cặp lá. Cái này to đấy các bác ạ, 10 cặp lá. Và đây được một cái con đang để cây con này, cây 4N. Cái cây như cây này trước là nếu mà nó đẹp mà nó không bị con ruồi vàng chích vào lá mà nó lại mẹ để con như này, 10 cặp lá thì cây này sẽ dao động khoảng tầm vào hơn 500.000. Thế bây giờ em lấy các bác nhà mình cây này bị con ruồi vàng chích mấy nốt nên là em bán các bác nhà mình 370 nhá. Mã số Y29. Mã số Y29 là 370.000. Rồi em xin mời các bác. Đây còn một cây cookie siêu hoa này. Cookie siêu hoa có một cây lẻ ở bên ngoài, còn bình thường là bán cả giò chậu của 2-3 cây đấy, có một cây lẻ này thôi. Cookie siêu hoa mới thanh lý các bác nhà mình 200.000 nốt nào. Cây này với giá bằng 350, bây giờ thanh lý 200.000 nốt. Corac cookie siêu hoa. Cây này của em có mã số là K21 ạ, K21 các bác ơi. K21 nhá, cây này thanh lý còn 200.000. Cookie siêu hoa. Dòng này là dòng siêu hoa. Cây trồn các bác ạ, đây là một chậu trồn tím Lai Châu. Chậu này em nay thanh lý nốt này, 230 mã số A2. A2 là 230.000, trồn tím của Lai Châu ạ. Hôm trước anh chủ kênh anh Sĩ anh có về vườn thăm, về chơi một hôm anh bảo cái cây này sao nó to này. Trồn này to này, giống trồn Thái thế em. Trồn rừng các bác, nhưng mà mình nuôi lâu ấy nó to nó đẹp đấy ạ. Chứ không phải trồn Thái đâu. Cái nào nhà em trồn Thái là em bán trồn Thái các bác yên tâm. Và trồn Thái hoa còn thậm chí còn nhiều khi đẹp cả trồn rừng ấy. Cây này của em mã số là A2 nhé, trồn tím Lai Châu, cây này với giá 230 này. 230 chậu này. Chậu tiếp theo thì em lên chia sẻ các bác nhà mình đó là một cái giò. Đây là nhạn các bác ạ, hoàng nhạn tháng 4 hàng Buôn Đôn. Đây các bác nhà mình thì nhìn thấy nhá, cây này em cũng nuôi được gần 4 năm rồi đấy. Được một cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây ạ. Rồi này được 5 cây, ghép trên lũa, ghép trên gỗ ạ. Được 5 cây, hoàng nhạn tháng 4 Buôn Đôn. Giò này em chia sẻ là 380.000 đi. Mã số Y23. Mã số của giò này là Y23. Y23 các bác nhá. Y23 với giá bằng 380 rồi ạ. Đơn tiếp theo này. Đơn tiếp theo là cái đơn cửu lai các bác. Đây dòng này là dòng cửu lai mặt trời Bangkok. Dòng này hoa rất là thơm đẹp. Thì một năm có thể ra hoa từ 2 đến 3 lần. Cây này vừa ra hoa tháng 3 một đợt rồi. Chắc chắn là đến tầm tháng 9 tới nó sẽ có đợt hoa nữa. Mã số K24 với giá bằng 300.000 ạ. 300.000 các bác nhé. Đó 300.000.
Đơn này bác lấy được chậu này 2 cây chốt giúp em. Mã số là K24 là 300k. Đơn này bác lấy được thì mình chốt giúp em này. Đó. Đơn tiếp theo đây là cây cửu. À, em xin lỗi, đây là cây mặt trời Bangkok này. Mặt trời Bangkok là size to nhất này. Cái này là thực ra là nếu mà hôm trước cái bác kia bác đã chốt rồi ạ, là không còn nữa, nhưng cái bác kia bác bảo là để cho anh hai cái chậu 3 cây. Hai chậu 3 cây, tức là những cái chậu 2 cây em bán hết rồi ạ. Chậu 3 cây em bán hết rồi, bây giờ chỉ còn duy nhất 2 chậu. Hai chậu có 3 cây này là do khách người ta bảo là để lại cho người ta để người ta chốt. Nhưng xong cuối cùng là người ta không biết được, là nó tóm lại là em nhắn tin thì không thấy trả lời nữa, thì không biết là có chốt nữa hay không, nhưng mà em đã để lại vài ngày rồi nên là em mang ra em bán chứ không chờ nữa. Cũng không biết chốt hay không, tại vì hôm trước bảo là để cho anh 2 chậu 3 cây. Đấy, xong này hôm nào anh lấy thì anh alo cho em gửi, nhưng mà em nhắn tin lại không thấy trả lời nữa, thế nên là thôi em bán nhá. Cây này thì các bác nhà mình bản là to các bác, mặt trời Bangkok đây là size lớn nhất, thì bình thường đi mua một cây mặt trời Bangkok này là toàn 650 đến 800 nghìn một cây, loại to như này ạ. Mà ở đây em thanh lý các bác nhà mình giò này 3 cây ạ, giò 3 cây mặt trời Bangkok giá chỉ có 600 nghìn ạ, tính ra chỉ có 200 nghìn một cây ạ, em xin mời các bác ạ. Mã số B45. B45 600 nghìn 3 cây mặt trời Bangkok ạ. À, cái cây Colorado Coqui giống xưa ạ, thì em có 2 giò. Tức là bán hết rồi, còn 2 giò thì vừa nãy khách chốt 1 giò rồi, còn giò này nữa. Đây là dòng Coqui xưa, đây là dòng bản lá to hàng VIP nhất ạ, hàng VIP nhất của vườn. Dòng này em cũng nuôi được lâu rồi thì nó cũng đã đi thuần cây và đẹp rồi. Đấy, như cây này nó bị xém nắng này. Cháy nắng này. Đây cây bên này nó bị xém nắng một tí này, đấy các bác thấy không? Chứ còn ngoài ra hai cái vết cháy này ra thì cây này rất là to. Đây là dòng Coqui xưa và hàng nguyên bản chưa qua lai tạo, thì bản lá to như này và hàng đã nuôi thuần nhá. Vị như các bác nhìn thấy cây này cho em gái này. Các bác thấy không? Cây nó rất là to nhá. Đấy, cây bản lá xếp to, dày, lá dày đẹp, như cái lá này mình đo chắc chắn là khoảng tầm vào hơn 5 cm rồi, có khi đến 5 cm rưỡi đấy. Lá to, ngắn, xếp, rụt đẹp các bác thấy không? Đây là chuẩn Coqui xưa. Còn một chậu này cuối cùng thôi, nên là bác nào mà mình lấy được thì mình vào like và ủng hộ cho em gái. Mã số của đơn này là mã số X23. X23 em chia sẻ nốt, thanh lý là giá 650. Còn những chậu kia em bán là 700, 800 nghìn. Rồi còn chậu này nữa thì lấy bằng 650 đi. Còn một chậu cuối cùng ạ, mã số là X23. Đó, em mời các bác nhé. Tại vì nó bị lỗi mất đây, cái xém mất tí nắng nên là em sell nốt. Tiếp theo có một cái cây, một chậu nhạn tháng 8, hoàng nhạn tháng 8, chậu này được 2 cây. Bản lá mít cũng khá là đẹp, nhưng cái dầu này cũng không bị lỗi lầm gì các bác nhé. Nói chung là cũng có một vài cây nó lỗi lầm thì em vẫn treo trên đàn, em chưa lấy xuống, em bán cây đẹp trước thì những cái cây này nó đẹp này. Lá mít to xếp đẹp các bác này, dầu này được 2 cây, mã số C23. C23 em đang sell nốt cái, cho cái chậu này với giá bằng 1.350.000. 1.350.000 nhá, mã số C23, 2 cây hoàng nhạn tháng 8, chậu này rất là đẹp. Hai cây này các bác nhà mình nuôi thời gian nữa đi tác phẩm đẹp lắm, bởi vì hai cây này nó không bị lỗi lá, không bị mất lá chân, mà bản lá cũng to đẹp, mã số C23. Trong lúc chờ đợi thì em quay các bác nhà mình cái cây Coqui, à em xin lỗi, cây lan tiêu trắng các bác ạ, lan tiêu trắng. Hoa lan tiêu các bác nhà mình đã nghe chưa? Hoa lan tiêu hay còn gọi là hoa hàm tiếu, hay còn gọi là cây hàm tiếu. Một trong dòng hoa duy nhất được ví như nụ cười mỉm của Phật, cánh hoa to dày, các bác cánh hoa rất là dày nhé. Nó nở nó cứ chúm chím chứ nó không nở toe toét đâu các bác ạ. Nhưng mà hoa rất là đẹp và rất là thơm. Đây là hoa lan tiêu. Thế nên nhà em đang có hai màu, màu trắng và màu tím các bác nhé, màu viền tím. Đây là màu trắng này, màu trắng này cái bản lá của nó sẽ tròn, nó to, dày lá và lá tròn. Đây là hoa lan tiêu trắng. Rất là đẹp, rất là thơm. Một trong dòng hoa duy nhất được ví như nụ cười mỉm của Phật. Các bác nhà mình nhé. Đó, cây lan tiêu này trắng này thì trước là vài với giá phải tầm hơn 1 triệu đấy. Hôm qua em lên một cây trắng em bán rồi. Còn cây này nữa thì em chia sẻ các bác nhà mình cây này 370.000 nốt nhá. Em sell nốt 370. Còn đây là cây lan tiêu tím, cây hoa lan tiêu đấy ạ. Đây nói chung là cánh hoa của nó rất là dày, hoa rất là thơm các bác nhé, hoa lan tiêu đấy ạ. Đây các bác thấy không? Đây, người ta bán đây. Đấy. Hoa lan tiêu viền tím nó như này các bác nhé. Đó, cây này ạ. Cây này thì em đang sell nốt các bác nhà mình cây này 300.000 đi. 300k cây lan tiêu này, để bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm về để trồng thì các bác alo cho em nhé. Cây này bằng trồng bằng đất các bác nhé, không phải trồng như hoa lan của mình giá thể vỏ thông đâu, cây này trồng bằng đất ạ. Và hoa rất là thơm. Nói chung là mình trồng được một cây thì lan tỏa mùi hương ra cả khu phố các bác ạ. À để em lên các bác nhà mình xem mặt hoa của lan tiêu trắng luôn nhé. Đây các bác, cây lan tiêu trắng là cây này các bác này. Đấy, hoa rất là thơm, rất là đẹp các bác nhé. Hoa lan tiêu đấy, cây trắng là cây này. À, còn cây tím viền là cây này. Đó, nhà em đang có 2 cây. Đây các bác nhà mình ngắm nhé, cái số màu 6 này. Cây tím viền. Ok chưa? Thì đấy, bác nào sưu tầm được cây lan tiêu thì mình có thể liên hệ cho em gái để mua hàng nhé. Em đang có 2 màu hoa, một là màu tím viền, hai là màu trắng tinh này.
Đấy, bác nào sưu tầm được mình alo cho em gái để mua hàng nhé. Rất là thơm cả nhà mình ạ. Rồi em xin chuyển qua những cái mã hàng tiếp theo để em bán tiếp các bác nhé. Ở đây em có một cái chậu kiếm. Chậu kiếm này thì của em có mã số đó là mã K1 các bác ạ. Vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh là dòng kiếm rất là đẹp các bác nhé. Đây các bác thấy không? Vàng Tây Ninh các bác nhé. Chậu này thì cũng được khá là nhiều thân. 1 này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 thân, 12 thân. Đó, như cái dòng này thì mặt hoa nó vô cùng đẹp các bác ạ. Vàng Tây Ninh hoa đẹp lắm. Bác nào kiểu có rồi là mình biết cái khuôn bông của dòng này rồi. Rất là mê cái vẻ đẹp này. Vàng Tây Ninh mã số K1 đơn này em chia sẻ các bác nhà mình cả chậu này với giá chỉ còn 300.000. Trước bán 300.000 một thân, bây giờ cả một chậu chỗ này là hơn 10 thân mà bán các bác nhà mình 300.000 ạ. Em xin mời các bác nhà mình này. Đơn tiếp theo này. Tiếp theo em lên chia sẻ các bác nhà mình một đơn kiếm hồng Khánh Đăng. Mã số 9, hồng Khánh Đăng này thì nói chung khuôn bông này đẹp xuất sắc đấy các bác ạ. Đây, hàng rừng các bác nhé. Nói chung là nếu mà như các bác nhà mình, nhiều bác nhận định cái bông này thậm chí nó còn đẹp hơn cả bông bông Phan Trí. Nói chung là mỗi người một sở thích thì không biết thế nào, nhưng mà cánh của nó cánh bầu to, lưỡi của nó cũng màu hồng đấy. Nó tựa gần giống bông Phan Trí nhá, để nói cái tỷ lệ giống nhau của nó phải tầm và đến 80% giống với bông Phan Trí, nhưng mà nhiều người còn đánh giá là cái bông hồng Khánh Đăng còn đẹp hơn cả Phan Trí. Tên tuổi nó không bằng Phan Trí đâu, nhưng mà hoa nó rất là đẹp đấy. Cuống hoa cũ này, vừa rồi cắt đi này, nó ra hoa liên tục các bác nhé. Từ tháng 4 đến tháng 9 cái dòng kiếm là nó ra hoa liên tục, ra hoa suốt luôn, từ tháng 4 tháng 9 là mùa hoa chính của nó. Đó, cái chậu này của em mã số 9 hồng Khánh Đăng nhé. Đơn này cũng được rất nhiều thân, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cũng 12 thân luôn thì phải, 12 thân vệ một hai cái măng sừng đang lên nữa. Cả cái giò to này nhá, em không tách, bình thường em cứ tách lẻ ra cứ một thân là khoảng tầm 250-300.000. Thế bây giờ bán các bác nhà mình cả một chậu như này. Chậu này nó là vào chậu sứ các bác ạ. Chậu này là chậu thì em vào cái chậu sứ to, chậu gốm to ấy, để em nhấc, em khoanh cái giá thể, em nhấc cả một cái vầng lên để em gửi các bác nhà mình. Kiếm thì không bao giờ chết, trồng vùi đất một năm vẫn sống, trồng cát một năm vẫn sống, chứ chưa nói là cho giá thể nhá. Dễ, rất là dễ sống, cắt cụt hết dễ đi các bác nhé. Cái này là chậu sứ, em không gửi được cả chậu sứ to đây, em phải nhấc cái vầng lên đấy là nguyên cả một dề này luôn. Em chia sẻ các bác nhà mình mã số 9 hồng Khánh Đăng này. Đơn này bác nào lấy được em lấy các bác nhà mình với giá bằng 480.000. Đấy các bác thấy không? Đây em thanh lý nhá. Đây cả nhà mình nhìn cái mã số cho em 800.000 đây. Em có ghim giá đây, 800.000 đã là giá rẻ rồi các bác thấy không? 800.000 này. Đấy, mã số là mã số 9 hồng Khánh Đăng 800.000, và bây giờ em thanh lý các bác nhà mình 450.000. Bác lấy được đơn này chốt nhá. 450.000 các bác lưu ý mã số 9 hồng Khánh Đăng. Đó, rất đẹp mà rất rẻ, thanh lý đấy cả nhà mình ạ. Chậu tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình một chậu cáo nhá. Cáo lá nhăn các bác này. Đây, lá nhăn đây, có ngọn này lá nhăn này. Ngọn này cũng lá nhăn này, nhưng ngọn này lá nhăn nhẹ thôi, chưa được nhăn nhiều lắm. Đuôi cáo các bác ạ, chậu đuôi cáo. Chậu này bán với giá 1.9 triệu, chậu to tác phẩm. Thì hôm nay thanh lý các bác nhà mình chậu này 1.650.000 nốt nhá, 1.650.000. Trong khi là chậu này các bác nhà mình, chậu này được kính to ạ, chậu này các bác nhìn mình nhìn nhá. Đây, cái ô gạch của nó là đây. Ô gạch này ô gạch 50 đúng không ạ? Đây các bác nhìn, đặt cái chậu vào giữa ô gạch này. Đấy các bác thấy không? Đấy, trầm cả ra ngoài luôn. Cái chậu này là chậu là đường kính 50 cm các bác ạ, chậu to. Đấy, mà bây giờ thì em thanh lý nốt cái chậu này, chậu tác phẩm. Nếu bác lấy chậu tác phẩm về nuôi thì các bác alo cho em gái cáo đỏ Bắc Cạn. Đây là một dòng đuôi cáo đỏ Bắc Cạn. Em bê cho các bác nhà mình ngắm một lần nhé. Vì nhiều khi để dưới này các bác nhà mình nhìn nó không hết dáng được ạ. Đó, ok, đây các bác nhà mình nhìn. Đây, một chậu cáo đỏ Bắc Cạn ạ, đây ạ. Đường kính to, chậu to. Cây cũng đẹp rồi, to đẹp rồi ạ. Chậu này em chia sẻ các bác nhà mình với giá là bằng 1.650.000. Đây là giá thanh lý cuối cùng. Nên là bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm này, các bác liên hệ cho em gái để mua hàng đối với cái chậu cáo tác phẩm to này. Chậu này của em có mã số, đó là mã số Y35 ạ. Mã số Y35 các bác nhé, chữ Y35. Rồi em mời các bác 1.650.000 quá rẻ. Cái này đi thanh lý đấy, các bác nhà mình không bao giờ được mua cái giá này luôn. Rồi, đơn tiếp theo lên chia sẻ các bác nhà mình là một giò hoàng nhạn tháng 8. Lẫn 3 cây bạch nhạn, em trồng ở 3 góc nhá, đây. Bạch nhạn này. Bạch nhạn hoa cũng đẹp mà các bác, bạch nhạn hoa đẹp mà rất là thơm nha. Cái lưỡi của nó màu xanh đấy, cái cam của em quay nó ra màu vàng, nhưng thực ra không màu vàng đâu, đây các bác thấy không? Che tối các bác nhìn mới nhìn được ra chuột màu này, đây các bác thấy không? Lưỡi nó màu xanh nhá, không phải màu vàng đâu. Đấy, nhưng khi mà mình bỏ sáng lại màu vàng. Do cái cam điện thoại của em nó chất lượng hình ảnh nó kém lại, còn lưỡi của nó màu xanh, hoa trắng lưỡi xanh. Đó, một cây bạch nhạn này. Trồng ở 3 góc ạ, bên này một góc nữa ạ. Đây một cây nữa. Đây, cây này là cây bạch nhạn này. Cây lá dài này các bác này, cây này là cây bạch nhạn hai cây này. Đây một cây nữa là ba cây này. Đấy.
ba cây bạch nhạn các bác nhá, ba cây bạch nhạn và còn lại là tam bảo sắc, à còn và còn lại là cái cây hoàng nhạn tháng 8 là có một cây này, đây là hoàng nhạn tháng 8 một cây này, hai cây này, ba cây này rất to nhá, bốn cây, năm cây, em đang đếm các bác những cây hoàng nhạn tháng 8 đấy ạ, sáu cây này rất là đẹp này, đẹp thế, bảy cây các bác, cây này nữa này, cây to này nữa là bảy cây đang có một cái nụ hoa này. Đấy, hoàng nhạn tháng 8 đấy các bác. Đó, giò này được 7 cây hoàng nhạn tháng 8 và 3 cây bạch nhạn. 3 cây bạch nhạn trồng điểm ở 3 góc tổng là 10 cây. Tổng là 10 cây các bác ạ. Một giò tác phẩm to trấn thủ vườn. Giò này bác nào sưu tầm được nhá, em nói thật các bác mà đi mua giò này nó phải mười mấy triệu, 20 triệu ạ, không phải ít đâu ạ, hoàng nhạn tháng 8. Đó. Đem chia sẻ các bác nhà mình nốt giá rẻ, coi như không tính ba cây bạch nhạn các bác nhé, ba cây bạch nhạn không tính tiền nhé, không tính, coi như trồng em như ngày xưa em chỉ trồng thêm đấy cho đẹp, đây cây này là cây bạch nhạn này, cây to này là cây bạch nhạn này, nhưng coi như chỉ trồng thêm nhé, ba cây, còn bảy cây hoàng nhạn tháng 8, đơn này bác nào mà nhà mình có nhu cầu sưu tầm này, bảy cây hoàng nhạn tháng 8, Hà Rừng, em chia sẻ các bác nhà mình giá là 8 triệu cho giò này, 8 triệu các bác nhé. 7 cây hoàng nhạn tháng 8 giá là 8 triệu, còn 3 cây bạch nhạn coi như tặng không tính tiền. Mã số X5. Mã số X5 với giá bằng 8 triệu cho tác phẩm này. Để nếu bác nào trong live mà mình có nhu cầu sưu tầm cái tác phẩm to đẹp này, mình có thể nhu cầu để alo cho em gái để mua hàng. Theo số điện thoại bên em đó là 0385 050491 để mua hàng. To lắm, em để dưới đất đấy các bác ạ. Em đang đặt ở dưới để quay cho nó dễ. Đấy, bình thường giờ này nhà em treo ở bên trên cao ấy. Đẹp các bác ạ, nói chung là rất là đẹp, có mấy cây này to, các bác đi mua cây to này 3 lít một cây, 3 triệu một cây, loại to này các bác ạ. Đây, giò này được mấy cây to, đây cây này cũng to này. Cây này, loại này phải mười mấy cặp lá. Cây này cũng to này. Đó, thôi, em chuyển qua các bác nhé. Hoàng nhạn tháng 8 tác phẩm này siêu đẹp. Em chia sẻ với giá 8 triệu cho giò này, bác nào sưu tầm được chốt cho em gái mã số X5 nhá. Rồi em chuyển qua đơn nào. Chuyển qua các bác nhà mình giò kiều nè, kiều tím. Giò này của em mã số là A55. Mã số A55 ạ, một giò kiều tím Tây Nguyên. Giò này thì hơn 800, 850, sell nốt 600.000 các bác ạ, 600.000. Mã số A55 nhé, kiều tím Tây Nguyên bản lá mít, rất là đẹp. Thân của nó dài đấy các bác, thân trung bình dài khoảng tầm 50. Có những thân dài tầm 45, có những thân dài 6-70, nhưng mà tính trung bình là khoảng tầm 50cm cho một thân. Đó, thân càng dài, ngọn hoa càng dài các bác nhé. Kiều tím của Tây Nguyên, mã số A55. Em chia sẻ các bác nhà mình. Rồi em chuyển đơn tiếp theo. Còn một giò tam bảo sắc siêu to đẹp các bác ạ. Nó là Hoàng Tam Bảo. Gọi đúng tên là Hoàng Tam Bảo chứ không phải tam bảo sắc. Như tam bảo sắc ấy, thì nó sẽ là tam bảo sắc hàng thường, nó sẽ là hoa trắng tím. Thì thường cái dòng đấy nó sẽ nở chủ yếu vào tháng 4 hoặc tháng 5, nó đã nở hoa rồi. Còn đây là Hoàng Tam Bảo vừa mới tàn hoa ngày 1, ngày 2 thôi ạ. Hoàng Tam Bảo sẽ nở hoa muộn hơn, nó sẽ ra hoa sau. Có nghĩa là tam bảo sắc hoa vàng đấy ạ. Một giò rất là to, trấn thủ vườn. To đùng các bác ạ. Giò này là giò ghép trên lũa. Và như cái giò này thì mình cũng nuôi được 7-8 năm rồi. Thì như các bác nhà mình về sưu tầm giò này trấn thủ vườn cho em rất là đẹp. Đó, em thuần kín giò các bác nhé. Xung quanh các mặt là kín hết luôn. Và bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm cái tác phẩm to này thì các bác nhà mình liên hệ cho em gái để mua hàng. Một giò tam bảo sắc. Giò này em bán 2 triệu rưỡi đấy, Hoàng Tam Bảo ạ. Em bán 2 triệu rưỡi đấy. Nay em sell nốt các bác nhà mình giò này với giá bằng 1.900.000. Đấy. Thanh lý nốt, nên là bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm cái tác phẩm to để trấn thủ vườn, các bác nhà mình lấy giò này rất hợp lý mà rất là rẻ. Mã số A10 các bác, A10 Hoàng Tam Bảo to. Chia sẻ các bác nhà mình ở đây giò này với giá là bằng 1.900.000 cho tác phẩm này. Em mời các bác nhé. Hoàng Tam Bảo bảo hành trọn đời, chuẩn màu hoa, đúng màu hoa. Hoa nó là màu vàng, lưỡi tím. Hoa nó rất là đẹp và rất là thơm, thơm ngọt các bác ạ. Với dòng tam bảo sắc này nó sẽ là mùi thơm ngọt nhé. Hoa vàng hay còn gọi là Hoàng Tam Bảo. Rồi em mời các bác để em chuyển đơn. Mã số A10 này, 1.900.000. Em còn một cái giò quế này to lắm các bác ạ. Một giấy nguyên bản này các bác ạ. Quế Hòa Bình. Lá nó to đúng là không thể nào mà tả được cái gì các bác, không thể nào tả nó ví nó như cái gì được các bác ạ. Đứng lùi sau một tí anh ơi cho em dễ quay nào, không quay được. Đây ạ, em quay các bác xem nhá. Nói chung là lá rất là đẹp các bác ạ. Đây cả nhà mình ngắm giúp em này. Lá to. Lá to các bác ạ. To ngọn to và cái độ xếp lá của cái dòng quế này nó vô cùng đẹp. Thì em có 15 cái giò quế, 16 chính xác là 16 giò quế loại loại to như này, loại nuôi thuần lâu và to như này trên 10 năm rồi. Hàng nguyên bản cả dề.
Thế nhưng mà bây giờ chỉ còn có đúng một cái giò này là em treo mãi ở ngoài ấy. Đây các bác này, đây là hàng một giày nguyên bản đấy các bác ạ. Cái này là em treo trên gốc nhãn ấy, mãi ngoài vườn em nay em mới mang vào lai, chứ nếu mà em lai thì chắc là cũng không còn nữa. Còn một giò cuối cùng các bác nhé, quế đang vào mùa hoa rồi, như các bác nhà mình biết rồi, quế tháng 8 đang vào mùa hoa các bác ạ. Đó, ngọn siêu to đẹp, lá to các bác ngắm này, nhà mình ngắm này, tức là 10 ngọn như 10. Đây là cái chùm trên này là con ạ, để được một cây con, 2 cây, 3, 4, 5, nguyên chùm này đến được 2, 4, 6 cây ạ. Nhưng cái chùm trên này là được 6 cây con ạ. Đấy, còn chưa kể ở những bên dưới nó cũng đẻ nách lá các kiểu các bác nhé. Ngọn to như này các bác này, ngọn to bản lá to, các bác chơi những cái dòng quế VIP thì mình đừng có bỏ qua cái giò quế này, vì còn đây còn một giò cuối cùng của cái lô này. Những cái giò trước em bán, những cái giò mà 12, 14, 16 triệu này, có giò thì 9 triệu này, là trong cái lô này đấy các bác ạ, trong cái lô này đấy. Bây giờ còn lại một giò thôi ạ. Đó, em hoan hỉ mời các bác nhé. Như giò này ngọn của nó thì được một ngọn này, hai ngọn này, ba này, trong này là bốn ngọn này, 5 ngọn này, 6 ngọn này, ngọn to lắm các bác ạ. Đây là dưới này là 7 ngọn này. Đấy. Đây là 8 ngọn này, 9 ngọn này. 9 cái ngọn to. Còn lại là con thì một đàn đây, một đàn. Một giò quế siêu tác phẩm đẹp. Mà em xin mời các bác nhà mình, ngọn nào cũng to chứ không phải là vị trong 9 ngọn này thì có một ngọn to, còn 2 3 ngọn to còn lại là nhỏ, không phải các bác, ngọn nào như ngọn nào các bác nhé. Bản là to, bản là xếp rất là đẹp. Dòng quế mà gọi là độc lạ các bác, mà không phân thuốc thì các bác nhé, treo trên gốc nhãn ấy. Toàn hạn ăn nước mưa đây, nó vừa bị nước mưa vào từ sáng ngày hôm nay đây này. Các bác thấy không? Chỉ có nắng mưa tự nhiên đấy ạ. Mà cái chất quế sao mà nhìn nó xuống đời thế chị ạ. Đây là quế Hòa Bình các bác nhé, quế Hòa Bình, nhưng mà không phải giò nào cũng thế đâu các bác. Cái giò này ấy, được cái lứa này này, em lúc em mua của dân được cái lứa này, nó là hàng đẹp đấy các bác ạ, nên là nó mới được như này. Em chia sẻ các bác nhá, cái giò quế rất là đáng để sưu tầm. Giò này thì có cái mã số, đó là mã quế VIP, không đánh mã số, chỉ ghi quế VIP các bác nhé. Rất là to đẹp đây, người nhà em cao đến đây, cái giò quế nó cao tầm này, ngọn rất là dài. Em đang trèo lên trên cái bàn để em quay, ui xíu đẩy ngã đấy. Em đứng xuống nhé, cái bàn này nhà em nó cao khoảng tầm 1 mét, thì bây giờ đứng xuống để quay các bác này. Đây, cái giò quế này thì bác nào mà sưu tầm được, nhu cầu sưu tầm được, em chia sẻ với các bác nhà mình giò này với giá là bằng 5 triệu 500k tác phẩm này, 5 triệu 5 các bác nhá. Siêu đẹp, những cái ngọn quế này nếu mà để tách ra bán hơn triệu một ngọn các bác ạ. Nó rất to, nói chung là rất to, rất đẹp các bác ạ. Đó, nên là bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì các bác alo cho em gái theo số điện thoại bên em để trên màn bài like để mua hàng nhá. Ngọn to dài mập, giò này hơn 10 năm rồi, nuôi thuần hơn 10 năm rồi ạ. Còn một ngọn này là chắc còn giò này giò to VIP nhất đấy các bác. Nên là bác nào sưu tầm được thì em xin mời nhá, để em xin chuyển qua đơn. Mà thôi em cũng sẽ xin dừng video ở đây rồi. Em cảm ơn các bác nhà mình đón xem video của em nhé. Ngọn to bản lá to, lá này cứ dao động khoảng tầm 4 sen 8 đến hơn 5 sen đấy. Lá này to được hơn 5 sen đấy các bác ạ. Một dề nguyên bản Hòa Bình. Đang chuẩn bị mùa hoa rồi các bác ạ. Quý Hòa Bình thì rất là đẹp. Đó, em xin mời các bác nhé. Em xin được nghỉ video ở đây, dừng video ở đây. Bác nào mua hàng mình có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại bên em, đó là 0385050491 để mua hàng. Cảm ơn các bác. Em chào cả nhà mình nhé. À xin lỗi, còn mấy cây bốn nò em chưa quay nhỉ. Cây đầu tiên đi. Một cây bốn nò bản lá Mitsu này, lá hơi vàng đấy các bác, cái lá dưới chân là nó hơi màu ngà vàng do ăn nắng trực tiếp. Nhưng mà quay qua điện thoại nó sẽ lên màu vàng đậm, vì cái điện thoại em đã giới thiệu các bác rồi, điện thoại nhà em là chất lượng hình ảnh nó hơi kém. Ở ngoài thực tế là nó cũng sẽ hơi có màu vàng, nhưng mà vàng nhẹ thôi, không phải vàng đậm này đâu. Cây này thì bản lá Mitsu rất là đẹp, 2 4 6 8 9 cặp lá rưỡi. Cây này em chia sẻ các bác nhà mình, cây này với giá 480 nốt này. 580 giờ thanh lý, còn 480 cho cây 4N bản lá Mitsu này. Đó. 4N mã 1 các bác nhé, 4N mã 1. Em qua tiếp cây tiếp theo này. 4N Mitsu mã 2 này. Cây này hiện tại em được là 2 4 6 7 cặp lá rưỡi. Cây này 4N Mitsu mã 2, cây này với giá 480 nốt này, 480.000. Đó, bác nào sưu tầm được cây nào mình chốt giúp em nhé. Cây này là cây 4N Mitsu mã 3 này. Cây này hiện tại đây là cái bẩn này các bác, cái trắng trắng này là bẩn đấy. 2 4 6 7, cây này cũng 7 cặp lá. Lá những cái dòng này đều trên 5 sen các bác nhé, 5 sen trở lên. 4N Mitsu mã 3, cây này với giá cũng thôi, cây này lấy 460 đi. 460 các bác, 460.000. Bác nào chơi hàng tác phẩm thì các bác nhà mình lưu ý đến những hàng Mitsu các bác nhé. Bác nào mà thích hàng Mitsu thì tác phẩm 4N thì các bác nhà mình lưu ý những cái cây Mitsu này là những cái cây xuất sắc và rất là đẹp đấy ạ. Đó, mình chơi 4N thì mình đừng chơi hàng linh tinh vớ vẩn, chơi ngay những cái hàng Mitsu này vừa đẹp mà mình chơi xác định lâu dài các bác ạ. Em xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong phiên video của ngày hôm sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác nhé.